Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới. Và sau đây, chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Chuyến du lịch Phú Quốc đầy lãng mạn của đình Chí Thanh Ngân, không hổ danh là gia đình hạnh phúc nhất showbiz Việt. Thanh Ngân đình Chí tiếp tục cùng hâm nóng tình cảm bằng chuyến du lịch Phú Quốc. Khoảnh khắc đôi vợ chồng nhìn nhau cười đùa khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ. Tháng 6 năm 2022 lễ kết hôn của thanh ngân và đình trí đã được tiến hành và được coi là một trong những đám cưới hoành tráng nhất làng giải trí việt đôi vợ chồng trẻ không chỉ cùng nhau sắt cánh trong công việc mà còn tận hưởng nhiều chuyến du lịch vui vẻ và đáng nhớ thanh ngân đình trí hiện đã có một cô con gái tên destiny cô bé cũng thường xuyên có mặt trong những chuyến du lịch của bố mẹ ngoài ra nhiều khán giả không khỏi ngưỡng mộ về độ trẻ chung của thanh ngân càng ngày càng trẻ ra bên cạnh đó ca sĩ đình trí cũng trở nên phong độ và chín chắn khác xa với hình ảnh tấu hài ở trên sân khấu phải chăng chính sự đồng điệu về tâm hồn và tính cách đã giúp đôi vợ chồng luôn hạnh phúc và nhận được nhiều tình yêu thương từ phía công chúng có thể nói trong làng giải trí việt thanh ngân luôn nhận được nhiều tình yêu thương từ phía chồng không chỉ trong công việc mà ở cuộc sống hàng ngày bên cạnh đó khi có cô công chúa đầu lòng tình cảm của hai vợ chồng càng thêm thắm thiết hơn. Chính vì lý do như vậy nên Thanh Ngân và Đình Trí luôn nhận được sự hâm mộ lớn từ phía khán giả. Chia sẻ những bức ảnh cùng dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình, Thanh Ngân chỉ đơn giản là trân quý những gì mình đang có. Chúc cả nhà những ngày cuối tuần hạnh phúc. Với những bức hình ân ái của Thanh Ngân Đình Trí tại biển cùng các hoạt động ân cần bên nhau cũng đủ làm mọi người sao xuyến không cần quần áo sang chảnh, check in khắp mọi nơi. Vợ Thanh Ngân và Đình Chí chỉ mặc những bộ đồ đúng chất đi biển, quần áo giản đơn và đi dép lê. Đặc biệt, nam danh hài còn mặc áo hoa và đi dép tổ ong khiến cho không ít người cười bề bụng. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng chuẩn bị bộ quần áo màu vàng tươi, rất hợp với không khí đi biển. Mặc dù là người của công chúng nhưng Đình Chí lại rất ít khi chụp ảnh sống ảo những bức hình của anh hầu hết là về công việc và cuộc sống ngay cả khi lấy vợ anh chấp nhận để vợ đẹp nhất có thể còn bản thân thì vẫn như thường ngày trong đó đôi dép tổ ong là vật bất ly thân của đình trí trong mọi chuyến đi chơi thanh ngân cũng bật mí hồi đó anh giang rất nổi tiếng nhưng mà ngân không biết anh là ai hết hồi đó ngân bác tiến mà quay phim ở ngoài bắc một thời gian dài cũng tập trung vào công việc chứ đâu có xem hài nhiều. Chỉ tới khi có một ngày đang đi ngoài đường, Ngân thấy mọi người chạy ra xin trước khi anh chí thì lúc đó mình mới thắc mắc ủa nổi tiếng dữ vậy hả ta? Còn lúc đầu chỉ thấy là một ông nhây ơi là nhây, suốt ngày chọc cho mọi người cười thôi. Trước đây, đình chí từng được nhận xét là người có tính bốc đồng. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, nhất là lúc có con, Nam ca sĩ trở nên bình tĩnh và trầm lặng hơn. Theo Đình Chí, anh nghĩ rằng nghệ sĩ nào cũng có sự bốc đồng, không có cảm xúc mãnh liệt thì làm sao làm nghệ thuật được nhưng mỗi giai thoại mình có một cách ứng xử khác nhau. Với Dương Đình Chí, du lịch là một phần không thể thiếu trong cuộc sống sau những thời điểm lao động cật lực. Khán giả thường nghĩ về du lịch như một sự xa hoa song có cơ hội trải nghiệm ở hơn 20 quốc gia cùng hàng chục tỉnh thành khác nhau, Dương Đình Trí có những kinh nghiệm vô cùng bổ ích chia sẻ cùng người trẻ. Theo anh, chỉ cần biết gói ghém và tìm hiểu chắc chắn sẽ có những trải nghiệm du lịch tuyệt vời không quá tốn nhiều tiền. Thay vì chia sẻ những kinh nghiệm đơn thuần với giới trẻ, Dương Đình Trí cùng ekip thực hiện những cảnh quay đẹp mắt. Đi kèm theo đó là kinh nghiệm quý giá dưới sự dẫn dắt của Trương Minh Quốc Thái. Không chỉ điểm đến thú vị, kênh du lịch của Dương Đình Chí còn đưa người trẻ đến với thế giới ẩm thực đa dạng ở từng địa phương. Kinh nghiệm chọn nhà nghỉ, khách sạn giá rẻ, điểm check-in sống ảo nổi tiếng đều có trên Easy Travel của Anh. Dương Đình Chí là một chương trình mới của Trung tâm Nghệ thuật Bước chân hai thế hệ chuyên giới thiệu đến những khán giả yêu thích du lịch về những cảnh đẹp ấn tượng và những món ăn ngon ở khắp mọi nơi, từ trong nước lẫn ngoài nước dựa vào kiến thức và kinh nghiệm về du lịch Easy Travel còn tư vấn thêm cho quý vị về những khách sạn, những địa điểm tham quan và giá cả dịch vụ mà chúng tôi có dịp trải nghiệm để mọi người có thêm thông tin nhằm làm hành trang chọn lựa cho mình những chuyến du lịch trong tương lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.